Hello everyone, welcome to Sương Vương Channel. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà tới Sương Vương Channel nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cả nhà làm món cá hấp với lại bún nè, bánh mèo nè. Mình sẽ có chút xíu gia vị vô đó. Gia vị như thế nào thì cả nhà theo dõi mình nha. Cả nhà, đây là cá sea bass nha, cá biển. Mình sẽ cắt cái đuôi với cái mang, nhưng mình cắt cái đầu ra tại mình không có ăn đầu nha. Rồi mình sẽ ướp gia vị nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ ngâm nấm mèo nha cả nhà, với lại bún xào nha. Mình sẽ ngâm nước nha. Nấm mèo đã sắc sẵn hết rồi nha cả nhà. Mình đổi ấm nghe cả nhà. Đây, mình sẽ để đây nha. Mình sẽ đi ướp cá nha cả nhà. Bây giờ mình ướp cá nha cả nhà. Mình sẽ cho dầu hào vô nha. Ướp cá dầu hào thì nó thơm. Bỏ miếng bột ngọt nha cả nhà. Dầu hào thì nó mặn sẵn rồi. Mình sẽ bỏ miếng đường nha. Mình sẽ bỏ tỏi nha. Bỏ tỏi với hành vô nha. Bỏ tiêu vô cả nhà. Bỏ tiêu nhiều nhiều vô cho nó thơm. Rồi mình sẽ trộn lên nha cả nhà. Mình sẽ ướp vô trong này cho nó thơm. Mình sẽ để đây, chút nữa mình sẽ bỏ vô dĩa để mà hấp chung với bún nha cả nhà, với nấm mèo. Ok, bây giờ cái này nó đã nở ra nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ rửa nó nha, với lại mình dắt nước. Còn cái này thì nó cũng nở rồi, mình sẽ đổ ra rổ cho nó ráo nước nha. Rồi mình ướp gia vị với mấy cái kia luôn. Bún này này cả nhà mình đã cắt ra bớt rồi nha, cho nó không có dài á. Nấm mèo mình cũng rửa xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ đổ vô mình ướp chung với cá nha. Bây giờ mình sẽ ướp nấm mèo vô nha cả nhà. Trong khi ướp thì mình đã bắt nồi nước lên để cho nó nóng rồi nha. Để chút mình hấp á. Rồi mình sẽ trộn lên nha cả nhà. Rồi thì mình sẽ trộn cái gia vị này nha. Nhà mình chuẩn bị bỏ vô nha. Bây giờ mình sẽ bỏ đâu vô đây trước nha cả nhà. Bún với nấm mèo là mình bỏ vô đây trước nha. Mình để dưới đó để chút nó bún nó mềm nó nở ra đó. Cái dầu vậy nè. Trộn nó lên nha. Chút nó không có bị khô. Đây, một em, hai em. Rồi mình sẽ để mình hấp nha. Mình hấp như vậy chút nữa thì mình sẽ bỏ hành, củ hành với hành lên trên nha cả nhà. Giờ mình chỉ hấp như vậy thôi nha. Mình sẽ rắc ra đây miếng tiêu cho nó thơm. Mình sẽ bỏ vô nồi hấp nha. Bây giờ nồi nó cũng nước cũng sôi sôi chút đỉnh rồi, mình sẽ bỏ cá vô đây hấp nha cả nhà. Mình sẽ hấp khoảng 20 phút nha, xong sau đó mình sẽ bỏ củ hành với hành lên trên nha. Đến nay giờ cũng 20 phút rồi nha, mình dở ra nha. Bây giờ mình sẽ bỏ hành, củ hành với hành vô nha. Nhìn hấp dẫn nha.
giờ mình sẽ bỏ miếng tiêu vô nha cả nhà. Tiêu mình đâm dập dập như mình bỏ lên trên nhiều nhiều nó thơm. Rồi mình sẽ đậy đây chừng 2-3 phút nữa thôi nha, cho nó này nó hơi chín sơ một chút rồi mình sẽ đem lên cả nhà. Phút nha, mình dở ra nha. Rồi. Rất là ngon luôn nha. Đây. Bây giờ mình sẽ lấy ra nha cả nhà, ăn review cho cả nhà xem nha. Mời cả nhà ăn chung mình nha. Hôm nay mình ăn bánh tráng với cá nè, hấp nè. Có rau, có đồ nước mắm. Đây. Rồi mình có thịt bò steak nữa nha cả nhà, của ông xã mình ăn, mình ăn ké thôi. Rồi bánh tráng mình nấu nước nha. Cuốn một cuốn hoành tráng luôn nha. Lắp rau thơm nha cả nhà, rau húng, rồi rau dấp, rồi hẹ, đây hẹ đây, đây là dưa leo, cá này nha, wow, cá nóng mà hỏi luôn. Mình coi có xương không nha. Rồi cả nhà miếng cá nha. Eo quá. Ăn không nó có béo nha. Rồi. Ở dưới đây mình cũng có bún mấy cả nhà. Bún với nấm mèo nè. Ăn thử miếng nha. Rồi cả nhà nha. Ngon. Bún này mình ướp á. Gia vị cá mà thấm ngon, thơm, không có tanh nha cả nhà, cá này không có tanh nha. Ngon quá. Bỏ miếng bún vô đây. Nấm này thì mình có cải chua trộn đó nha. Bỏ thêm đậu phộng nha cả nhà, đậu phộng rang đó. Và hấp dẫn quá. Rồi mời cả nhà ăn gỏi cuốn nha. Đây. Chấm nha nha. Mình chưa căng trong miếng cá. Ngon. Ngon quá. Béo, thơm, giòn, củ rau. Mình bỏ đậu phộng vô á. Trời nó béo, nó ngon, quá ngon luôn, xuất sắc. Ừ.
Mình sẽ ăn một miếng thịt bò nha cả nhà. Ok nha miếng nha. Bò rất là ngon nha cả nhà. Mềm, béo. Nhưng mình ăn như mình cuốn như này cả nhà cho nó ngon. Cá này nó ít xương lắm nha cả nhà. Cá này họ mình tra Google nó kêu tiếng Việt Nam là cá vượt biển vậy đó. Tiếng Mỹ kêu là sea bass. Mời cả nhà ăn cuốn nha. Ngon quá. Cuốn này mình mên bỏ đậu phộng mà. Cho đậu phộng vô ăn thiệt nữa không?
Rồi cả nhà miếng thịt bò nữa nha. Bò mình nướng á, vừa chín tới nha, còn mà mỏng rất ngon nha. Khóc nhẹ cả nè, Coca-Cola. Mời cả nhà nha. Video mình bữa nay khá là dài cả nhà. Mình thành ăn rồi ăn thử cho cả nhà xem vậy nha. Mình sẽ ăn tiếp với ông xã mình. Mình xin chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã coi hết cái video này của mình nha. Nếu cả nhà thích nhớ share, like, subscribe giúp mình nha. Mình hẹn cả nhà lần sau. Xin chào.